Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh TechMark của chúng mình. Dù mang tiếng là hệ điều hành di động lớn thứ 3 thế giới, nhưng hệ điều hành Windows Phone lại thực sự không hề được thị trường coi trọng, nếu không muốn nói là bị ghẻ lạnh không thương tiếc gì cả. Với thị phần chỉ vỏn vẹn 1% ở thời điểm hiện tại, cùng với tương lai bất định phía trước, liệu Microsoft mà cùng các đối tác của họ có thể làm gì để cứu vớt một nền tảng phần mềm đang dần kiệt sức này? Microsoft thực sự dù có danh tiếng của một gã khổng lồ công nghệ phần mềm lớn bậc nhất thế giới, nhưng khi xét về mảng kinh doanh phần cứng, mà cụ thể là mảng điện thoại di động, thì công ty chưa bao giờ thoát khỏi cái rớp đó là thất bại trong suốt quãng đường hàng chục năm lịch sử của mình. Hệ điều hành Windows Phone chính là minh chứng mới nhất, rõ ràng nhất cho điều này. Sau tròn một thập kỷ thất bại thảm hại với nền tảng Windows Mobile, đầu năm 2010, Microsoft quyết định làm mới bộ mặt trên di động của mình với phiên bản đó là Windows Phone 7 Series, sau này thay đổi thành Windows Phone 7. Về cơ bản thì Windows Phone 7 được phát triển dựa trên phần nhân Windows CE 6 trên máy nghe nhạc Zune HD, thay thế cho phần nhân lỗi thời Windows CE 5 trên các phiên bản Windows Mobile trước đây. Ban đầu, sự mới lạ trên giao diện Windows Phone mang đến cho người dùng sự hứng thú nhất định. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó thì người ta đã dễ dàng nhận ra những điểm yếu nhất của cái nền tảng này. Việc viết lại toàn bộ hệ điều hành cũng như sử dụng nhân kernel mới hoàn toàn đã khiến cho Windows Phone 7 không hề mang tính thừa kế ứng dụng một tí nào. Trong khi đó thì số lượng ứng dụng của iOS và Android lên đến vài trăm nghìn ứng dụng. Điều này cho thấy sự khởi đầu lại của Microsoft đã khó khăn như thế nào, khi mà chính họ đã tự bước vào một sai lầm sơ đẳng đến vậy. Những cố gắng trong việc hợp tác với Nokia, nhà xuất di động lớn nhất thế giới cho đến năm 2010, đã giúp cho Windows Phone có được một ít thị phần, dù là nhỏ thôi, trên thị trường smartphone. Những nỗ lực để giúp cho hệ điều hành này có thể ngóc đầu dậy trên thị trường di động dường như là chỉ đến từ cố gắng một chiều từ phía Nokia. Về việc giới thiệu một loạt những cái tính năng mới của Nokia như là thiết bị mới này có chất lượng thuộc hàng bậc nhất thị trường. Nói cách khác thì dù mang tiếng là cha đẻ hệ điều hành này, nhưng trong những năm còn hợp tác với Nokia, Microsoft không có những cái giúp ích được gì nhiều, mà thậm chí còn đá một cú trời giáng vào chính đồng đội của mình khi tuyên bố khai tử Windows Phone 7 để đi lên Windows Phone 8 sau đó. Vấn đề là ở chỗ từ phiên bản Windows Phone 8, Microsoft đã sử dụng lõi Windows NT như trên PC để thay cho cái Windows CE lỗi thời. Do đó, khả năng tương thích ở phần mềm giữa Windows Phone 7 và Windows Phone 8 chỉ là một con số không tròn chính. Đây không chỉ là một cái tát vào mặt chính đối tác của Microsoft, mà còn vào chính người dùng của họ. Điều gì đến thì cũng phải đến. Việc không thể thống nhất được mục tiêu đề ra trong nội bộ của chính Microsoft với các cái đối tác của mình đã khiến cho công ty phải đi đến quyết định mua lại toàn bộ mảng di động của Nokia trước khi hợp đồng sản xuất điện thoại Windows Phone giữa hai công ty hết hiệu lực. Đó là một quyết định tốn kém nhất trong lịch sử di động của Microsoft, nhưng họ buộc phải làm như vậy bởi một khi Nokia từ bỏ Windows Phone, đồng nghĩa với việc Microsoft sẽ mất đi tất cả. Thương vụ mua bán sẽ có phần tai tiếng này đã chính thức được thực hiện vào năm 2014. Tuy nhiên, tưởng chừng khi về tay Microsoft thì Windows Phone sẽ tiếp tục được chào đón, nhưng không, bởi đây chính là cái thời điểm chuyển giao quyền lực giữa hai vị CEO của công ty là Steve Ballmer và Satya Nadella với phương hướng phát triển khác nhau đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái định hướng chung của Windows Phone. Và hiển nhiên là điều đầu tiên mà Satya Nadella lên nắm quyền chính là việc thay đổi toàn bộ chiến lược của công ty, đồng thời biến khoản tiền gần chục tỷ USD vào mảng điện thoại của Nokia thành một khoản đầu tư không có tương lai. Điều này cũng đánh dấu một quý thua lỗ tệ nhất trong lịch sử của hãng. Các khổng lồ phần mềm buộc phải sa thải tới 25.000 nhân viên của Nokia. Cho đến hiện tại thì với thị phần chỉ vỏn vẹn 1%, Windows Phone dường như đã đi đến những cái bước cuối cùng trong tiến trình nghiệt ngã của nó. Tuy nhiên, có vẻ như là Microsoft với tiềm lực tài chính của mình vẫn để cho hệ điều hành này có một cửa sống. Nếu ví Windows Phone là một con thuyền đang chìm thì Microsoft vẫn sẽ còn kha khá thùng xốp để buộc nó nổi lên trở lại. Dĩ nhiên, cho đến lúc này, Microsoft chắc chắn thừa biết rằng đứa con cưng di động của họ sẽ mãi mãi không thể nào trở thành một ngôi sao được nữa. Do đó, họ đã tìm ra một cái hướng phát triển khác cho Windows Phone. Với việc ra mắt hệ điều hành Windows 10 Mobile, Microsoft đã chính thức bỏ đi khái niệm Phone mà họ đã từng mất đến nửa thập kỷ để gây dựng. Thực ra công lớn thuộc về Nokia. Thay vào đó thì Microsoft sẽ chọn cho Windows Mobile con đường giống như là BlackBerry hiện tại, chuyên nghiệp hóa nền tảng di động này bằng cách hướng nó đến với bộ phận doanh nghiệp, nơi mà Microsoft vẫn có những cái lợi thế áp đảo về phần mềm cũng như lợi nhuận thu được mà không cần quan tâm đến doanh số bán hàng. Để làm được điều đó thì Microsoft đã triển khai một kế hoạch gồm hai bước lớn. Đầu tiên là hãng sẽ định nghĩa lại cái đẳng cấp của Windows Mobile, đó là tính năng Continuum tối thượng, giúp biến điện thoại thành một chiếc laptop thông qua một cái dock chuyển đổi. Điều này sẽ cực kỳ có lợi cho môi trường doanh nghiệp, nơi rất phù hợp với các công việc cần thao tác, trình chiếu dữ liệu mà không cần đến các thiết bị cồng kềnh phức tạp như trước nữa. Có thể thấy sự hưởng ứng rất mạnh từ các hãng PC truyền thống lớn như là HP, Acer, v.v. Bởi đơn giản, bộ xử lý di động hiện tại đã đủ mạnh để gánh vác nhiều công việc văn phòng chuyên dụng so với cái nửa thập kỷ về trước. Và đây chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để những cái tính năng như là Continuum có thể dựng võ.
Thứ hai là với thị phần của Lumia đang dần tiến về con số 0, không lạ khi Microsoft sẵn sàng khai tử nó trong tương lai gần, mà thay vào đó là thương hiệu Surface vốn hướng đến khách hàng doanh nghiệp. Điều này không chỉ có lợi cho các thương hiệu OEM nhỏ lẻ trong việc lo ngại cái vách cạnh tranh từ công ty chủ quản, mà còn giúp nâng cao vị thế Windows Mobile trở nên chuyên nghiệp hơn trong con mắt của người dùng. Như vậy có thể thấy là tương lai của nền tảng Windows Phone, hay chính xác hơn là Windows Mobile, sẽ được Microsoft định hình với đúng vị thế mà họ đã từng xác định cho nó thời điểm cách đây gần 20 năm. Đó là tập trung vào khối khách hàng doanh nghiệp, những cơ quan yêu cầu sự trợ giúp phần mềm riêng, tức là một điều hành di động mang phong cách của PC, chứ không còn là một nền tảng dành cho đa số người dùng nữa. Và như vậy, dù thị phần có thể ngày càng thu hẹp, nhưng ở một góc độ nào đó thì Windows Mobile vẫn đang sống rất khỏe và có thể vào một ngày đẹp trời, hệ điều hành này với giao diện đơn giản, hiệu quả và mượt mà này có sẽ bất ngờ vùng lên, thách thức những kẻ đứng đầu thị trường di động như là Android hay là iOS thì sao? Đó chính xác là những cái lý do sẽ khiến cho Microsoft tiếp tục gắn bó với thị trường điện thoại, mặc dù phải đón nhận một chuỗi những thất bại, bởi chỉ cần một hoặc hai lý do có tính hiệu quả cũng đủ để cho họ tiếp tục công việc với nền tảng này. Đến đây thì video của mình cũng đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi, nhớ ấn like video cũng như subscribe kênh YouTube của Thanh Mark để được đẹp trai hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.